Giới thiệu với anh em, bữa nay có Vũ mặc văn võ bá quan hết nha. Cũng không có cái gì, lấy bánh ba cái lá xài đồ vậy đó. Lá xài với lại ba cái bánh bột lọc nè, rồi đập đập ra. Nó gói ba con cá quỷ với hoàng đế vậy nè. Nó ăn bậy bạ vậy thôi à. Anh em đừng có chảy nước miếng nha anh em. Tôi lại chảy rồi đó. Vậy tôi ăn cái coi.